Hello bà con, em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào đến toàn thể tất cả các bà con nha. Hôm nay ghé thăm cửa hàng của ông Anh nè. Đồ chơi mâm đúc các kiểu con là điểu trên cuộc đời. Chuyên lắp màn hình tivi, tủ lạnh, nồi cơm, điện đài. Đó, đây anh chị ạ. Có con Innova ký gửi cho bên Trần Anh nè. Con này là 208 anh chị nha, Di. Đồng sơn đẹp lắm. Xe không một dấu hiệu là chạy chùa luôn. Anh chị coi phong dáng con Innova nè, đời 2008 đời khá cao luôn. Đồng sơn ở trong không một dấu hiệu gì chì chùa. Kết hợp 4 vỏ mới 80%. Chủ nhà đã lên mâm đúc. Lên mâm đúc cho em nó rồi nha. Dòng này là dòng bản Di. Bản Di là chắc chắn đã chạy qua dịch vụ. Đấy, anh chị coi nè. Mâm nè, chủ nhà lên toàn bộ mâm đúc cho em nó rồi. Gầm bề ở trong nè. Không có dấu hiệu là mục mọt nha ba anh chị. Đó, chị thấy gầm không? Bốn cánh cửa rất là liền lạc nè. Giá rẻ cực kỳ, tắp bi cửa rất là sạch sẽ, những cái vân gai trên phần tắp bi nè. Di nhưng mà chủ nhà người ta chạy cực là kỹ luôn. Màu bạc anh chị nha, gốc con này là màu bạc nha. Hai bên sống lường là đẹp như nhau nè. Đó, phong dáng nội thất ở trong là sạch sẽ vô cùng anh chị không. Từ phần ghế đổ về nè, nội thất ở trong sạch sẽ lắm. Lấy về là chạy thôi. Con này kết hợp chủ nhà rắp cho em nó hai cái màn hình gối phía sau nè. Không biết có xài được không. Xe đang đổ máy luôn. Con này là trần nỉ, 1 kg cách nhiệt chưa lên dàn lạnh âm trần nha. Di nguyên bản. Đây là mẫu xe Di nguyên bản mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con cô bác đó. Đây anh chị, Toyota Innova bản số 76A03155, xe chính chủ ký rút hồ sơ ok. Hai cụm đèn phía sau là nguyên bản theo lời 2008 anh chị nha. Xuống chỗ ông Anh chơi, ông nhờ Trần Anh đăng hộ bán hộ cho ông anh trai con này. Tại vì xe của Trần Anh đưa vô đây để cho anh trai vô đồ chơi cho Trần Anh. Thì tình cảm anh em, Trần Anh đăng hộ nha. Đăng hộ con xe này cho bán hộ cho người ông anh thôi. Hai cụm đèn là đẹp keng sao ban luôn nè anh chị nè. Đó, đèn mắt xéo nè. Logo nè. Logo bên đó cái toàn bộ rồi. Máy nổ thì thầm mùi xuân luôn. Con này nè. Đầu không có dấu hiệu lỗi lầm nha. Nắp vô rất là liền lạc. Không một dấu hiệu đâm pha trên nắp capo nhé. Cản đã lên 209 nè. Đó anh chị phân biệt giùm cho Trần Anh nha. Hai cụm đèn mới keng, cản trước đã lên đời 209 rồi nè, cản trước nè. Đây là cản của đời 209 nè. Mâm nè. Mâm lên luôn rồi nè anh chị ạ. À. Đó. Hai cụm đèn nè, người ta thay mới hết toàn bộ rồi. Xe không có dấu hiệu là trầy xước hay cứng đục đâm pha lên trước xe nha. Đây anh chị ạ, à, dòng Innova này chắc chắn là sẽ phải qua dịch vụ rồi nha. Về phải dọn lại, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp. Đây anh chị, phần tắp lô, tắp bi nè. Đây là anh chị, máy lạnh đang mở nè, trang bị cho em nó có một cái đầu màn hình cam ve thôi. Tắp lô nè, thảm chống nóng nè, biểu tượng của Innova nè. Đó, phần phân ga trên phần tắp lô nè. Đời khá là cao luôn, giá cực kỳ hợp lý. Ghế chủ nhà thích hợp bọc hết toàn bộ rồi, nhìn xe nó sạch sẽ lắm. Từ phần tắp bi cửa anh chị thấy sạch sẽ không? Vô lăng thể thao kết hợp dàn lạnh đầy đủ với con xe, học con ngựa nè. Nguyên rin từ trên xuống dưới nè. Đó, đây là phần tay gối đổ về nha, từ phần tay gối đổ về bọc toàn bộ một lớp da mới toàn bộ hết cho em nó rồi. Hai bên phần sóng của thân trụ nè anh chị ạ, à, không dấu hiệu là móp méo đâu. Đó, phần tắp bi nè. Tắp bi cửa bên tài nè, sạch sẽ vô cùng nha. Đó anh chị thấy phần tắp bi cửa không? Sạch sẽ vô cùng. Keo chỉ nè, bốn cánh nè, cánh trên điện này để xíu cho anh coi là cái nút này nè. Đó, bà con đam mê về mẫu Di này thì alo cho em. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, tắp bi cửa sạch sẽ lắm chị nè. Đây là những cái vân gai trên phần tắp bi nè anh chị coi nè. Đời Di mà cái tắp bi nó còn những cái vân gai là anh chị biết rồi. Nách cửa nè anh chị, keo chỉ trong nách nè, thẳng thân như kia cơ. Nội thất phần tắp bi bên tài nè, sạch sẽ cho phần ghế sau nè. Nó lấy về chạy thôi, hai bên sóng lường. Xe này dọn hết rồi. Xe này không có sân rin luôn nha anh chị nha. Anh chị đừng có hỏi Trần Anh xe này còn sân rin hay không. Dòng Di thì chẳng có con nào có sân rin đâu. Bốn vỏ tương đối là khá mới, mâm đúc chủ nhà lên mâm nè. Đó, đẹp chưa? Cầm bê ở trong nè. Không có dấu hiệu là mục mọt nha. Máy 2.0, gồm cao bánh lớn. Con này 9 lít trên 100 km thôi.
biểu tượng của Toyota, dòng xe thương hiệu của bông lúa vàng Việt Nam nhé. Chúng ta cùng gặt hái trên những cung đường Việt Nam luôn anh chị ạ. À, đây là hai bên đinh bấm nè, hai bên đinh bấm phía sau cốp sau nè, không dấu hiệu đâm va móp méo nha anh chị. Đó, keo chỉ nè, keo chỉ trong cánh sau nè, đẹp như nhau nè, không mất một phần nào luôn. Hai bên đẹp như nhau, từ vào vai anh những sắc xuân, những màu cờ sắc áo trong cuộc sống nhé, đẹp len keng xà beng luôn. Đó, dòng xe bay chỗ anh chị có thể gấp gấp ghế lại chở đồ đạc rất là ok, rất là thuận lợi luôn. Đây anh chị nè, gấp ghế lại nè, đó là phía sau anh chị có một cái khoang chứa đồ cực kỳ là rộng rãi rồi đó bà con, thấy không, gấp ghế lại nè, khoang chứa đồ cực kỳ rộng rãi luôn. Đây anh chị còn những cái vân gai nè, anh chị xem là những cái vân gai ở phía sau nè, không có bị mất phân nào nha, có vỏ đội nè, chưa có vỏ đội Seco nữa nè, mất rồi, mua Trần Anh thay cho. Đó, đẹp chưa, không dưới được đâm va, không dưới được cứng đụng đâu, lấy về là chạy thôi, giá rẻ 100 mấy chục triệu sở hữu ngay con Innova đời 2008. Con này bên ông anh còn bán 190 triệu á, anh chị mua rồi Trần Anh nói ảnh cân lại cái giá cho, bớt lại tí xíu đó, 190 triệu, nếu mà mua thì bớt cho tầm cỡ 5 triệu và bao rút hồ sơ cho bà con cô bác luôn là xong anh chị nhá. Đó, nội thất đẹp, đồng sơn đẹp, phong dáng của em nó đây nè, liền chưa, xe nhìn nó liền lắm. Đây anh chị, phần tấp bi nè, đây là phần tấp bi cửa nè, đây là phần tấp bi nè, mấy cái chỗ kính bấm nó không xuống anh chị yên tâm nha, ở đây người ta làm điện đóm cho nên là mấy vấn đề là chuyện nhỏ thôi. Đó, cái cửa này có lỗ tí xíu nè, ngay bên đây nè, ngay bên tài cửa lỗ tí xíu, và xe có sao báo vậy luôn nha. Đó, không có thêm nó bớt đâu, riêng đức tính Trần Anh là anh chị biết tính em rồi. Hai bên lường nè, sạch sẽ, nói chung là con xe này nhìn tương đối là sạch sẽ luôn, về là anh chị chỉ việc chạy, ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì đâu. Vô lăng ba chấu nguyên bản biểu tượng của Toyota, đèn còi đầy đủ, con này tích hợp là lên gương chính điện nè. Đó, gương chính điện còn đang hoạt động nè bà con. Đây anh chị ạ, đây là gương chính điện nè, đang hoạt động nhá. Đó, đang chỉnh được luôn, lên được mỗi cái gương chính điện, lên mâm hết 99.375 km. Cái đồng hồ này nó tua rồi anh chị ạ, vô lăng trợ lực lái nhẹ tưng, đồng hồ tua rồi nha. Con này bèo lắm là phải 250.000. Đó, xe có sao thì báo vậy rồi nha anh chị, tắp lô tắp bi sạch sẽ chưa, sạch sẽ lắm, nói chung nội thất người ta dọn hết rồi, nội thất đồng sơn dọn sạch sẽ rồi. Đến tay anh chị về, anh chị không phải làm hay bất cứ một khoản gì hết, lấy về là chạy thôi. Anh chị thích cái gì ở cái xe này, anh chị thích đồ chơi gì ở tại đây, kêu cho tặng luôn chị ạ. Full ga số nè, đây chị anh mở nắp capo cho anh chị xem nhé. Đó, đồng sơn phong dáng của con C208 190 triệu, bớt 5 triệu, còn 185 triệu bao rút hồ sơ. Ta lên được cản trước lên 209. Đó bà con thấy chưa, xe đẹp, đồng sơn đẹp nha, không một vết trời, hai cụm đèn mới keng xà beng luôn, máy móc nè, máy là khỏi suy nghĩ, riêng cái máy. Đây anh chị nè, đời 209, đời 2008, máy nổ em ru à, xe không có xíu đồ hơi nè, riêng cái dòng Innova này chẳng bao giờ đổ hơi đâu, cho nên không cần phải coi nhé. Dòng này ngày xưa người ta đã chạy qua dịch vụ. Đó, con này là gốc màu bạc luôn nha, gốc màu bạc luôn nha anh chị, xe đã qua dịch vụ, xe có sao cho anh báo đi luôn, được cái máy ngon, mặt ron, đây là mặt ron của cam cò bút xoe, đã có khui ra và chỉnh cam cò là cò lại, dòng này phải chỉnh nhá, chỉnh nó mới êm được, không chỉnh sao mà êm được cho bà con cô bác. Đây nè, đây là chỉnh cam cò rồi nè. Đó, anh chị thấy ai thẳng tính với em không, quay xe có sao nói vậy, không nói thêm nó bớt, dàn đầu trước không cứng đục, đây nè, những cái thanh dàn trước của em nó nè, không có dấu hiệu là cứng đục, hai bên lường nè, không có dấu tích là cứng đục bên dàn đầu anh chị nha. Mặt này thì đã khui ra chỉnh rồi, mặt này nè, mặt này bung cái mặt này ra chỉnh cam cò bút xoe và chạy thời gian, cái ron ở đây nó chai, nó bị xì nhớt ra thì người ta cũng mở ra để người ta thay ron, đó là bình thường nha, đó là bình thường nha. Còn máy móc cực kỳ là khô ráo, máy móc là không có dấu hiệu làm lại anh chị nha.
Anh chị coi từ cái thước lái ở dưới rồi. Anh chị thấy cái ti thước lái không? Đó, ti thước lái còn bên được, con tán chiếc máy không có dấu hiệu làm luôn. Đây là con tán chiếc máy hộp số rồi, không có dấu hiệu là làm luôn rồi bà con. Đó, mặt này đã chỉnh rồi, xe có sao báo vậy luôn nha. Trần Anh không biết là thay ron hay thay cái gì, nhưng mà mặt này đã có chỉnh thì báo chỉnh nha. Nhiều khi chạy thời gian nó bị xì nhớt, người ta thay ra người ta chỉnh là bình thường. Cũng có thể là cò nó kêu, nó kêu tạch thì bắt buộc người ta gỡ ra người ta chỉnh cò lại cho nó êm thôi. Bình thường trong cuộc sống nhá. Đó, hai bên lường nè, không có dấu tích là đâm vai cấn đụng nha. Đây, anh chị coi nè, không có dấu tích đâm vai cấn đụng đâu. Máy 2.0 cảm biến gió đầy đủ chứ, con xe nắp capo nè, những sóng gân cho nắp capo nè, không có dấu tích là đâm vai. Đây anh chị ạ, những sóng gân dập nè, keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau nè. Đây nè, cái nắp capo nè. Đó. Dòng này thì anh chị đừng có là hỏi xuất sắc quá, tại vì nó rẻ tiền mà, nó có 100 mấy thôi. Thì tiền nào của đó. Con này khác G nha, khác G rất là nhiều. Khác ABS từ khác cái kiểu con này điểu trên cuộc đời luôn. Máy êm đồng sơn đẹp, lấy về là chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa đâu. Anh ơi. Mấy kính bấm này làm là hết cho bà ta. Kính bấm nè. Đó, thấy mấy kính bấm không? Anh chị yên tâm, tại vì chỗ ảnh là chuyên về làm điện đây. Đây, chủ xe nè. Đó, chỗ anh chuyên về làm điện cho nên là bà con yên tâm. Ba cái vấn đề là điện, đóm đồ chơi xe thì các kiểu con là điểu rồi. Bốn vỏ mới tương đối như nhau nè anh chị. Bốn vỏ đẹp như nhau nè nha. Gầm về ở trong nè. Đó, không có dấu hiệu là mục mọt nha anh chị. Lên mâm rồi nha anh chị nha. Đó, xe có sao thì Trần Anh báo thẳng, báo chi tiết cho toàn thể tất cả bà con cô bác rồi đó. Hai cụm đèn sáng trưng, dòng Innova, thương hiệu của Toyota nhé, đẹp chưa? Đó, lấy về là chạy thôi. Xa xa ở cuối chân trời có dàn mâm đúc lượn lờ đâu đây anh chị ạ? À? Trên kia một dàn mâm đúc. Đó là phong dáng con Z208 đó. Cháy cái bóng đèn sau nè anh Dương ạ. À. Cái này để thay luôn nha anh chị nha. Gia đình nồi thợ điện mà yên tâm. Đó là phong dáng con Z 190 bước 5, bao rú hồ sơ 185. Anh chị gầm bè nè. Đây là phần gầm nè. Phần gầm mới tinh nha. Tuyên phần gầm xe là không có dấu hiệu mục mọt đâu. Tại vì dòng này gầm cao bánh lớn, dưới gầm tàn sắc xi với lại dằn. Con này là dẫn động cầu sau nè anh chị thấy không? Trục lát cầu sau nè, thẳng tưng trên từng con sóng nhá, nhẹ nhàng cất bước đi như một nàng thiếu nữ tuổi 18 luôn, truyền tình nàng thiếu nữ Tây Thi. Đó, đẹp chưa? Hai bên nè, không dưới một vòng nhá. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, máy êm ru à. Với số tiền này thì chắc chắn rồi Trần Anh sẽ bỏ cái số tiền này ra Trần Anh mua con xe này. Vì sao? Con xe này thứ nhất là nó đẹp nè, sạch sẽ nè. Đó, trước tiên cái tầm quan sát của anh chị và anh chị tới chị coi con xe, anh chị thấy nó sạch sẽ, máy nó êm, nội thất đẹp là ok. Đó, còn vấn đề vô cái đồ chơi không quan trọng nhá. Đó, đam mê về mẫu Innova Z208 này alo cho em nha. Xe chính chủ ký rút hồ sơ được nha bà con. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại.